Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào cả nhà. Dạ, đầu video thì cho phép Lê Trung kính chúc cả nhà mình có nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, để tiếp tục với những video mà Lê Trung chia sẻ đến cả nhà mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có vong linh, vong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn, thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến cả nhà mình thêm một video nữa nha. Dạ, trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung có đến một cái căn trường học bỏ hoang. Thì cái căn trường học này á, thì lúc trước Lê Trung cũng có đến một lần rồi cả nhà. Và Lê Trung được biết á, là ở phía sau, ở vòng vòng cái khu vực, cái ngôi trường này cũng có rất là nhiều những cái vong linh, vong quỷ đang trú ẩn. Tại vì ở phía sau cái ngôi trường này đó, thì nó có một cái đám rừng rất là rậm rạp. Và Lê Trung thì cũng chưa có dám đi trong vào trong đó để mà khám phá, tìm hiểu xem nó như thế nào nữa cả nhà. Thì ở đây á, thì Lê Trung cũng đến đây. Và hôm đó thì Lê Trung cũng có gặp được một cái vong linh nữ. Nó lần đó thì Lê Trung cũng đã giúp đỡ cho cái vong đó xong, giúp cho vong đó đi về chùa để tu hiền tu lành rồi. Thì ngày hôm nay Lê Trung tiếp tục quay trở lại đây xem ở trong cái căn trường học này có vong nào vào đây hay không. Tại vì ở ngoài rừng đó thì mưa gió đồ này kia rất là nhiều, thì những cái vong ở ngoài đó sẽ rất là lạnh. Đó, còn ở trong cái ngôi trường này như cái nhà mình nhìn thấy là tuy rằng nó đã mục nát rồi, nhưng mà nó vẫn còn che mưa che nắng đỡ được. Nó cũng khá là ấm cúng hơn so với cái đám rừng ngoài kia. Cho nên là Lê Trung nghĩ là chắc có lẽ là họ sẽ mò vào trong đây để họ trú ẩn. Đó, thì thôi bây giờ ngày hôm nay á, Lê Trung mời cả nhà cùng với Lê Trung, chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cái ngôi trường này để tìm hiểu xem và khám phá xem là ngày hôm nay có vị vong nào vào trong đây hay không. Nếu có và may mắn mình đủ duyên với họ, mình được gặp họ, thì mình sẽ cùng nhau giúp đỡ cho họ, giúp cho họ đi về chùa để mà họ được tu hiền tu lành nha cả nhà. Thì xung quanh cái ngôi trường này thì như cả nhà mình nhìn thấy thì nó cũng khá là rậm rạp, và cái hiện trạng của cái ngôi trường này á, thì nó cũng đã mục nát rất là nhiều rồi. Và ở phía sau cái ngôi trường thì như cả nhà mình nhìn thấy đó, thì nó rất là rậm rạp, rừng rú không cả nhà. Thì mấy ngày hôm nay thì chắc có lẽ là do một số cô chú anh chị mới vào xem kênh á, cho nên nó là cũng chưa biết về cái vấn đề mà Lê Trung không có nhận làm bùa yêu, hay là không có nhận làm bùa làm ăn, cũng như là Lê Trung không có nhúng tay vào trong bùa phép gì hết nha cả nhà. Nó Lê Trung đi giúp vong ở đây á, thì Lê Trung chỉ muốn phát tâm của mình ra để cúng kiến cho họ dùng, rồi thực hiện cái ý nguyện của thầy là giúp đỡ cho các cái vong linh đang vất vưởng đối khác lạnh lẽo đi về chùa để giúp họ được tu. Chứ Lê Trung thì không có cái sắc lệnh làm thầy, Lê Trung cũng không có đi trị bệnh, hay là Lê Trung cũng không có làm bất cứ bùa gì hết, bùa làm ăn, bùa gì Lê Trung cũng không có làm. Đó, cho nên là cả nhà mình xem video với cái tinh thần là tìm hiểu về tâm linh để chúng ta rút kết được cái kinh nghiệm nào đó, cũng như là chúng ta rút ra được một cái thông điệp nào đó từ những cái câu chuyện mà vong linh kể, để chúng ta có cái con đường tu tập nó được tốt hơn. Chứ không phải Lê Trung chia sẻ những cái đoạn clip mà Lê Trung đi giúp vong linh như thế này để cho cả nhà mình biết đến Lê Trung nhiều hơn, hay là để đánh bóng tên tuổi, hay là để quảng bá về cái môn đạo giáo nào cả. Đó, cho nên là Lê Trung mong cả nhà mình hiểu. Trước đây thì Lê Trung cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, thì chắc có lẽ là do các cô chú mới vào xem á, cho nên là cũng không có biết được là trời cả nhà thấy gì không cả nhà. Ê, gì vậy, sao chạy, bình thường đi, tôi không có làm gì đâu. Cái tôi hứa là tôi sẽ tạ thiền, chứ tôi không có dịp đâu. Tôi cứ tìm tới đây mà đánh đập tôi nữa nha. Cái gì? Tôi sợ lắm. Tôi nhất định là tôi sẽ trả. Tôi hứa là chừng nào có tiền đi rồi tôi trả cho. Tôi cho mấy người đừng có đánh tôi. Trả cái gì? Trả tiền. Trả tiền hả? Ừ. Hồi đó tôi thiếu đó, tôi nhớ rồi mà. Tôi có. Tôi đâu có tiền đâu cho mượn đâu mà thiếu. Tôi làm gì có tiền cho ông mượn người thiếu không dạ? Ủa? Chứ không phải là... Không phải gì? Dạ,
anh em với lại thằng Nhường hả? Nhường nào? Thì cái thằng Nhường là thằng mà tôi thiếu tiền nữa đó. Đâu có. Không phải hả? Tôi đâu có biết ông Nhường nào đâu. Tôi là chỉ là người đi giúp vong thôi, tôi đi nói chung là tôi có cái duyên nhìn thấy vong. Rồi biết được đó là vong có cái sự là khổ cực đó, rất là lớn. Đó, cho nên là tôi muốn đi cúng kiến cơm nước cho các vị dùng rồi tôi đưa cho các vị đi về chùa để tu thôi, chứ tôi đâu có biết cái gì đâu. Mà tôi cũng đâu có tiền đâu mà cho ai mượn. Tiền tôi còn không đủ ăn nữa mà tiền đâu tôi cho anh ta mượn. Làm sao? Không hiểu. Không hiểu hả? Tôi nói vậy mà ông cũng không hiểu luôn. Ý là tôi là người đi giúp vong, giúp đỡ cho vong á, đi cúng cơm cho vong ăn á. Rồi, hiểu rồi. Trời ơi. Không phải là anh em của ông Nhường. Chứ phải tưởng đồ anh em Nhường tới đây đòi tiền là chết luôn, tiền đâu trả. Rồi vậy nãy giờ đâu. Tính ra là ông cũng sáng dạ dữ chứ, tôi nói ba lần ông mới hiểu luôn á. rồi, ở ngoài đám rừng vô đây hay vậy? Chứ đâu. Rồi, vô đây mấy ngày rồi? Vô đây nay được 10 ngày rồi. Vậy sao? Vô đây không có gì ăn hết trơn á. Có đi kiếm không? Có. Không có luôn? Rồi, đi kiếm ở đâu? Ở ngoài đó, xa lắm. Ở ngoài cái lộ ngoài đó đó hả? Ừ. Mùa này bão bồn mưa gió quá, bà con mình cũng ít đi cúng kiến. Rồi, người ta cũng lo công việc của người ta. Chứ... phải rồi, đúng rồi đó. Mùa này sao mưa gió quá, không ai cúng hết trơn á. Tính ra năm nay là bão dữ thiệt chứ, rồi chuẩn bị đang vô cây bão số 7 nữa kìa. Nghe ghê quá, vậy làm sao mà đi kiếm đồ ăn được nữa đây, chắc nhịn đói hoài luôn quá. Rồi ở ngoài kia, nổi luôn. Rồi ở ngoài kia lạnh quá, ở không được thì vô đây ở hay sao? Mưa quá lạnh, lắm, nổi. Ở ngoài còn nhiều không? Nhiều lắm, bây giờ thì vẫn còn rung nè. Lạnh đó hả? Thôi bây giờ nếu mà lạnh quá thì thôi bây giờ để tôi bày ra một cái mâm lễ rồi tôi thắp hương lên cho ông hưởng đi, rồi giúp cho ông được ấm cúng xíu đi, rồi tôi hỏi thăm vài việc rồi tôi giúp cho về chùa tu. Chứ ở đây nói chung ở trong đây á, thì nó cũng được nè, nó cũng mát, cũng che nắng được, che mưa được đó, nhưng mà không có đồ ăn. Bây giờ để tôi giúp cho đi về chùa đi để có đồ ăn đồ hàng ngày, rồi có các sư các thầy chỉ cho mình tu hành để mà mình đi đầu thai nữa ha. Được đó, cảm ơn đốt cho tôi miếng hương đi. Rồi. Chờ xíu. Đừng nôn. Tại đây lạnh hôm nay biết bao nhiêu lâu chịu được, bữa nay chút xíu nữa có mấy phút nữa không lẽ chịu không được. Rồi, những cái vong hồn ở ngoài cái đám rừng đó là có vong nào mà đang tu luyện tà thực gì không, hay là những cái con yêu tinh gì không? Có, nhưng mà tụi nó lâu lâu tới điện làm xong rồi tụi nó đi. Nó lâu nó cũng về nó lần nữa. Vậy hả? Chứ nó không có ở hả? Nhưng mà lợi ở ngoài đó những dòng linh hiền á, chức quan chết rất nhiều lắm. Vậy đó hả? Mà họ đói khác là họ cũng tản đi kiếm hết trơn, kiếm cái ăn á. Mà cái đám rừng đó sao tôi thấy nó không có đường đi vô luôn không? Tôi thấy nó rậm rạp quá, làm sao mà tôi tính đi đâu đó tôi không dám đi, tôi thấy rậm quá tôi không dám vô. Vô sợ nhiều khi gặp quỷ dữ thì chạy không được. Sợ nó quýnh. Nhiều khi vô trúng cái bữa mà tụi nó lôi đôi bày đàn về liền đó. Tới số luôn đó chứ không phải mình chơi đâu nha. Ủa vậy là nó kéo bày lại đó nó liền luôn hả? Ừ, sao? Chứ không phải nó liền mình hả? Ừ. Ghê vậy. Thì ông có liền không? Không. Sao không luyện đâu? Sao không luyện? Đâu không biết đâu luyện. Không biết hả? Một phách của tôi lô còn chưa xong đây mà muốn chi mà nghĩ tới cái chuyện mà luyện tà thật làm gì? Muốn được no còn chưa được đây nữa mà luyện chi hả? Ừ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bổn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay đó con đến đây thì cũng có ý nguyện là muốn được trợ duyên cho các vong linh đang đối khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi ta bà. Thì con cũng mong các ngài công hoan hỷ để cho vị vong linh này nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho ông ấy được đo lòng ấm dạ hơn. Đó là Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Rồi đó ấy thì ông dùng đi, rồi có gì chút nữa tôi vào tôi hỏi thăm vài việc nữa rồi tôi sẽ giúp cho ông đi về chùa để ông tu ha. Được.
cô hưởng khói rồi, tốt quá, vậy để xuống hưởng mới được chứ lạnh quá, lạnh quá. Rồi, có cái này là thích lắm, lạnh quá, lạnh quá, hưởng vô cho hết lạnh. Ở ngoài ngoại đâu có gì đâu ăn, nhìn cái này á gớp nước mắt luôn vậy đó, mừng quá. Lạnh lẽo đói khát, tôi nói hả, ở trong cái khu rừng ngoài đó đi kiếm cũng không có luôn, rồi về vô được cái chỗ này cũng ấm thiệt, ở thì che nắng che mưa vậy thôi, nhưng mà lạnh lẽo đói khát thì vẫn còn, không có được ăn cái gì hết trơn. Giờ thấy được đồ ăn nhiều vậy quá mừng rồi, còn gì nữa. Bởi vì nhiều lâu rồi, mấy tháng rồi mới được ăn nè, khổ dữ chưa. Bởi vậy mà đổ lừa lọc làm chi, để giờ cái chịu khổ, có phải làm người đàng hoàng là đâu có gì đâu mà chỉ ra. Bữa nay không ngờ luôn, được hưởng quá trời đồ ăn mà ngon nữa chứ. Tính ra là hên quá, vô đây ở đây cô mình ở trong cái ngôi nhà này rồi á, được hưởng quá trời nhiều đồ ăn luôn, thích gì đâu luôn á, ngon. Nói chung á là không có từ nào diễn tả nữa, quá rồi, để hưởng chút nữa mới được. Lạnh gì mà lạnh á, tao nói không có chịu nổi luôn. Vừa vô trong đây thì nó còn đỡ đỡ,
đói mà ăn được vô á, khỏe à, đỡ đói rồi. Nhớ lại á, hưởng á, nghe ăn khói nè, cũng đỡ đỡ lạnh lắm rồi. Tính ra là được ăn như vậy là quá ngon rồi. Phải á, là cứ ngày nào cũng được ăn vậy á là ngon lắm á, với lại không đói nữa. Mà sao ngộ hồi đó sống thì ăn được nhiều thứ ngon nữa kìa, mà mất rồi không có ăn được nhiều, ăn ít xíu à, cũng không hiểu luôn. Thôi, đời thân phận vong linh thì phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Tại đó lừa lọc làm chi, để giờ mới khổ. Đó hả, đừng có lừa lọc là đâu có khổ đâu. Cái gì mà than vãn dữ vậy? Tôi nói là cái cuộc đời của tôi, hồi đó tôi lừa lọc người ta. Phải chi tôi không lừa lọc là giờ tôi đâu có thành vong linh nhất dưỡng. Vậy đó hả? Rồi ông tên gì? Tôi hả? Tôi tên Thiệt. Tên Thiệt hả? Rồi ông mất lúc nhiêu tuổi đây? Tôi mất lúc 40 tuổi. Thì mất cách đây lâu chưa? Này được 6 năm rồi. Vậy là ông liên tục ông nói là thiếu nợ, thiếu nợ rồi là do ông lừa đảo người ta đó hả? Phải. Mà sao ông tên Thiệt mà ông đi làm giả, là làm dối là sao? Rồi ông lừa nhà đảo người ta về cái vấn đề gì? Tôi quê tôi ở An Giang. Mà tôi đi xuống Đồng Tháp nè. Rồi cái tôi gắn cái mác là Mạnh Thường Quân. Đi phát quà
cho những hộ nghèo, hộ cơ nhở khó khăn đó. Ừ. Rồi tôi cũng có được một chút ít tiền á. Ừ. Tôi mới làm cái việc đó. Tôi phát cũng mười mấy hai chục người vậy đó. Ừ. Thì mỗi phần quà cũng được ít vậy đó. Ừ. Rồi cái tôi đi chỗ này phát, tôi tìm kiếm con mồi để mà tôi ra tay á. Ừ. Mà không có. Rồi cái tôi đi chỗ khác. Rồi có. Thấy tôi đi phát cái vậy đó. Ừ. Rồi cái người ta bà con cũng thương dữ lắm. Rồi đó. Trong số đó đó có một cái người bạn nữa đó. Nhỏ tuổi hơn tôi 2 tuổi đi. Ừ. Thấy tôi có hành động đẹp vậy đó. Rồi mới là kết bạn. Ừ. Rồi cái ngủ cho tôi về nhà chơi. Rồi cái tôi về. Rồi tôi thấy á người bạn này cái cơ người ấy giàu có lắm. Mà không có vợ con gì hết trơn, ở một mình. Ừ. Ở trong cái nhà tường lớn lắm. Rồi tôi nghĩ trong đầu á, nói rồi, đây là con mồi mình sẽ ra tay chứ không đâu. Rồi cái nói chuyện qua lại rồi đi vậy đó. Rồi cái người bạn đó nói á, em thì cũng thích đi làm từ thiện. Tại em bây giờ không vợ không con gì hết trơn á, mà của cải thì nhiều lắm. Em thấy anh có hành động vậy đó, vậy á anh đi phát chỗ nào đó anh cho em đi với. Ừ. Rồi á, trúng tủ của tôi rồi. Ừ. Tôi mới nói vậy để anh phát cái điểm đó đi, rồi anh hẹn em tới, anh gọi cho tới rồi phát, hai đứa mình cùng phát. Tôi may dai mượn được ít tiền. Ừ. Cứ lưu lại cái xã đó tôi phát cho đó 20 hộ đó. Rồi nó cũng ngày hôm đó nó cũng hùng vô một mớ nữa. Rồi tôi lại cái xã kia tôi cũng phát được 14 hộ nữa. Ừ. Lúc đó có lòng tin rồi. Rồi tôi mới nói á là tôi bây giờ mạo danh là tôi là Việt Kiều. Ừ. Ở nước ngoài về. Ừ. Chứ tôi đâu có nói là tôi ở trong nước Việt Nam đâu. Rồi phát xong đợt đó đó. Rồi cái tôi đi về đi. Rồi cái mấy bữa sau á tôi mới gọi điện cho em. Ừ. Nó bây giờ tài khoản của anh ở bên nước ngoài bây giờ nó không biết bị sao mà bị phá rồi bị trục trặc rồi. Anh tính rút hết cái số tiền tiết kiệm luôn để anh đi về Việt Nam anh làm từ thiện. Mà bây giờ nó bị vậy rồi sao giờ? Mà giờ bị phá vậy rồi không có tiền để mua vé máy bay rồi về nữa. Rồi dù gì anh em mình cũng quen biết thân thích với nhau nè. Bây giờ anh nói gì mít lập trước đoạn lòng sau. Thôi bây giờ em cho anh mượn 200 triệu đi. Để mà anh lo vé máy bay rồi anh lo tiền quà cáp đồ này kia. Với lại một anh tặng cho em một ít quà nữa. Rồi á còn một số đó rồi cái anh với em đi phát cho những bà con nghèo. Anh thấy bà con nghèo anh thương dữ lắm. Ừ. Tại vì dù gì cũng người Việt của mình, máu mủ của mình chứ không đâu. Ừ. Mình cho đi là mình nhận được lại được một cái phúc đức á. Ừ. Tôi nói văn hoa dữ lắm. Ừ. Rồi cái thằng em nó tin đi. Rồi nó mới chuyển cho tôi là 200 triệu. Ồ. Tới chừng á nó chuyển xong rồi đó. Rồi đó, tôi mới cắt liên lạc. Cái nó điện tôi hoài đâu có được đâu. Ừ. Và cái bữa đó vô tình đi tôi quên. Tôi mở máy, mở lại cái sim đó lên á. Ừ. Rồi cái thằng em nó điện được. Rồi nó nói á, anh làm cái quần què gì đâu mà làm gì mà tôi điện hoài không được vậy. Anh bị bắt cái bệnh này gì rồi. Rồi cái tôi mới nói á, bắt cái gì? Tao làm gì bị bắt mày? Tao bình thường đây mà. Rồi nó nói gì nè. Anh thiếu tiền tôi rồi, hôm nay anh hứa là một tháng anh gửi cho tôi. Mà hôm nay là 2 tháng gửi rồi. Anh phá máy tôi điện hoài luôn. Anh là lừa đảo tôi hay gì? Anh nói đi. Tiền của tôi đâu? Trả cho tôi. Tôi đang kẹt nè. Để tôi làm công chuyện nữa. Rồi tôi mới đánh bài ngửa với nó luôn. Ừ. Tôi nói tiền gì? Ai kêu mày ngu mày chuyển cho tao làm chi?
Mày bị lừa rồi con ơi. Tao lấy được 200 triệu mày qua đây hả? Tao xài đã luôn nè. Ừ. Mà mày á, mày tưởng đâu là tao là Diệp Kiều á. Không có đâu. Mày nghĩ sao mà tao là Diệp Kiều? Mày á, từ giờ trở đi mày đừng có tìm tao nữa. Tiền không có đâu. Ừ. Lúc đó ông trốn đi tới đâu rồi? Lúc đó quê tôi thì tôi ở An Giang, nhưng mà tôi lấy tiền được đó. Ừ. Tôi đâu có ở đó đâu. Rồi tôi lọt xuống đi tới Long An nè. Ở An Giang qua Đồng Tháp lừa đảo cái trốn qua bên Long An. Ừ. Trời, tính ra ông cũng hay. Tôi tính đi luôn, đi ra ngoài Bình Phước rồi Đắk Nông đổ ngoại á. Ừ. Rồi tôi xuống Long An, tôi thuê được cái nhà đó tôi ở. Tôi ở đâu cũng được nửa tháng à. Ừ. Rồi á, mấy bữa đó tự nhiên có đâu á 6-7 người á mấy tìm tới, rồi đi vô nhà hỏi phải nhà này là nhà của ông thiệt không. Tại vì trước khi về đó mướn nhà, người ta hỏi là giấy tờ tùy thân rồi này kia, tôi cũng ấy đó, tôi cũng đưa. Rồi cho nên không ngờ là cái thằng em đó đó, nó là một tay giang hồ á. Nó đàn em nó nhiều lắm. Tiền nó cho tôi mượn đó, tôi không trả nó. Rồi nó cho đàn em nó đi tìm. Rồi tìm tới cái chỗ mà địa chỉ cái tôi mướn ở Long An đó. Tôi ở đó đó. Rồi tìm tới tôi. Rồi nó vô đó. Thằng nào nấy xăm mình nhìn thấy ghê lắm, mà tướng bự con nữa. Nó vô nó khống chế tôi. Rồi nó hỏi tôi ba điều bốn chuyện vậy đó. Rồi lúc đó hả tôi đâu có khai. Rồi nó quánh tôi mấy bọc tay đau quá. Rồi tôi mới khai ra. Rồi tôi nói tiền đó, tôi xài hết trơn rồi, không còn đồng nào nữa đâu mà lấy. Tụi nó nói ôi, mày lừa gạt ai chứ mày lừa gạt đại ca tao. Còn mày còn gắn mác mày là Diệp Kiều, mày lừa đảo anh tao nữa. Mày tưởng đâu là anh tao là hiền hả? Anh tao là đại ca giang hồ đó cho mày biết. Bữa nay tụi tao tìm tới đây là mày tới số mày rồi. Mày mau ói cái số tiền đó ra. Còn không là cái mạng của mày là tao giết rồi á. Tao đào lỗ tao chôn mày luôn đó cho mày biết. Lúc đó tôi sợ lắm, rồi tôi cũng năn nỉ. Tao nói tiền tôi xài trơn rồi, để tôi thẳng tôi làm rồi tôi có tôi gửi là cho. Chứ bây giờ đâu còn được bạc nào đâu. Cái trong túi của tôi á thì còn được có mấy trăm ngàn à. Tôi xài hết trơn rồi. Mấy trăm triệu mà ông xài gì đó mới có mấy tháng hết trơn luôn. Ăn chơi dữ lắm hả? Phải. Rồi tôi vướng vô cái cờ bạc á. Đề đầu đó. Rồi cho nên là mới hết tiền. Mà gỡ không được, càng chơi là càng thua. Hồi lúc tôi ở trên An Giang á, quê tôi ở trển á, tôi cũng lừa gạt hết á, đâu có mười mấy người lận rồi. Cứ người mấy chục gì đó. Tôi mượn tôi hứa là tôi trả. Nhưng mà tôi bán đất, bán đai nhà ở trển á. Rồi tôi đi. Trốn tôi đi. Cho nên là tôi giật ở trên đó một mớ. Rồi tôi xuống Đồng Tháp tôi giật ngay đại ca giang hồ nữa. Rồi tôi nói là tôi không tiền trả, rồi tôi nói quánh tôi quá trời luôn. Quánh tôi tới nỗi mà tôi học máu tôi mất luôn chứ. Trời. Phải thấy cái sự sự ngu dốt của mình chứ. Nói chứ tiền của người ta mà ông muốn lấy đâu phải dễ. Lừa đảo người ta thì trước sau gì cũng bị người ta phát hiện. Cây kim mà để trong bọc thì trước sau gì nó cũng lủng. Giấy làm sao gói được lửa. Rồi giờ sau khi bao nhiêu năm nay rồi bị dắt dưỡng vậy rồi có nhận ra được cái lỗi lầm của mình không? Có sao đâu. Giờ tôi cũng ăn năn hối lỗi luôn. Rồi có muốn sửa đổi lỗi lầm không? Muốn chứ. Phải chỉ hồi đó tôi làm người tốt người đàng hoàng. Không có cứ dướng vô cờ bạc đề đớm thì đâu có bán thân bất tội đâu. Tôi nói ông không cần ông phải đi làm từ thiện, không cần ông phải giúp người, không cần ông phải đi là cứu độ chúng sinh gì mới gọi là tốt. Đó. Tốt ở đây á, một con người tốt ở đây á, là một con người không vi phạm pháp luật, là một con người có cái cuộc sống nó đối đãi với những người xung quanh nó có tình người đã là tốt rồi, đã là không gây ra cái hệ lụy cho xã hội đã là một người tốt rồi. Đó. Còn đằng này ông ăn không ngồi rồi, ông không đi làm công việc gì hết, ông tối ngày ông đi lừa lọc người ta. Đó. Rồi cuối cùng nhận ra cái kết quả như vậy thì bây giờ hối hận.
Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ như lúc nãy tôi có nói đó, thì sau khi mà tôi cúng kiến cho ông An xong thì tôi sẽ giúp cho ông về chùa để mà ông tu. Thì bây giờ là ông để tôi giúp cho ông về chùa tu nha. Ờ, chị được á. Vậy thì cho tôi về đó đi để tôi tu tâm tích đức, để tôi ăn năn hối lỗi nữa chứ. Vậy đó, tu hành đi rồi sửa đổi bản thân của mình lại cho đàng hoàng hết đi. Rồi học luật nhân quả đó, để mình biết cái nào đúng, cái nào sai. Rồi đó là mình đi đầu thai, mình làm lại kiếp người khác. Mình không có vi phạm nữa. Mình không có kiểu như là tham, mình không có tham lam nữa. Đó. Mình biết bỏ công sức của mình ra để mà mình là làm cái công việc gì đó để mà có cái đồng tiền để mình sử dụng, chứ mình đi lừa lọc người ta vậy cũng đâu có được. Và bây giờ đó là nếu mà chịu đi thì bây giờ hãy chấp tay lên đi, để cho tôi 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, cả nhà ơi. Ngày hôm nay khi mà Lê Trung đưa cả nhà mình quay trở lại cái ngôi trường bỏ hoang lâu năm này đó, thì lại tiếp tục gặp được một cái vong linh. Và cái vong linh này thì có một cái câu chuyện và có một cái chết nó cũng là mình phải gọi như là nó rất đáng luôn. Là một thanh niên sức dài dây rộng mà không có tìm cái việc gì làm để mà thứ nhất là lo cho cái kinh tế của mình, thứ hai nữa có thể giúp ích gì một phần nào đó cho xã hội đó, để giúp cho cái cuộc đời chúng ta đó, cho cái xã hội chúng ta càng ngày nó càng được là tươi sáng hơn. Nhưng mà lại là dùng cái mát, gắn cái mát là Việt Kiều, gắn cái mát Mạnh Thường Quân đó, để mà đi lừa đảo là những cái người ta có cái tấm lòng từ bi, ta muốn đi làm từ thiện đó, rồi cuối cùng thì phải nhận lãnh cái hậu quả. Ai biết được đâu là cái anh trai đó lại là một trùm giang hồ đó, đàn em là vô số kể đó, cuối cùng thì là phải bỏ mạng vì cái số tiền đó. Dạ rồi, thì nói chung thì nghiệp quả của ai thì người đó hưởng. Chúng ta biết được cái nghiệp, cái quả để chúng ta tránh né. Chúng ta biết được cái nghiệp, cái quả để chúng ta cố gắng tu tâm sửa tánh. Thì cái cuộc đời của chúng ta nó càng ngày nó sẽ càng tươi đẹp thôi cả nhà. Rồi đến đây thì Lê Trung cũng xin phép khép video lại tại đây. Lê Trung xin kính chào và hẹn gặp lại các nhà mình ở video tiếp theo.